Rồi chào các bạn, trở lại với buổi chiều hôm nay là mình đi thăm đất khi đã xới xong nha các bạn. Thì ngày hôm qua mình đã tiến hành cho hai cây khu của ta đã xới xong. Thì ngày hôm nay là mình đã tháo nước ra nha các bạn. Thì cái mặt nước hiện tại trên ruộng của mình chấp chấp và mình cũng đang buộc bọng cho nước ra. Và đối với cái mảnh ruộng hiện tại của mình là hồi trước là lúa cỏ rất là nhiều nha các bạn. Thì cho nên là mình cần phải đối với cá nhân mình thì mình phải sử dụng cái biện pháp gọi là quản lý lúa cỏ mà tổng hợp nha các bạn. Thì mình quản lý từ xa, có nghĩa là ngay thời điểm này, giai đoạn này mình đã chuẩn bị cho vụ đông xuân tới nha các bạn. Thì ngày mai mình tiến hành mình phun thuốc trừ cỏ, và ngày mai phun thì bắt đầu mình giữ nước lại trên ruộng nha các bạn, và mình phun hoạt chất thuốc trừ cỏ như sulfit và một cái hoạt chất nữa là glyphosate nha các bạn. Thì mình phun hai hoạt chất đó trên ruộng thì mình diệt luôn cái lúa mà chét này các bạn, là diệt luôn lúa chét và diệt luôn cái những cái hạt lúa hạt cỏ mà nó đã nằm ở dưới ruộng mình mà nó chưa nảy mầm được nha các bạn. Cái nảy mầm được thì glyphosate diệt, còn cái chưa nảy mầm thì sulfit diệt nha các bạn. Thì đó là một trong những cách mà quản lý lúa cỏ của mình từ xa, và cũng mang tính chất là tổng hợp trên cái ruộng của mình, có nghĩa là mình phải có cái biện pháp là quản lý tổng hợp, làm đất kỹ, trục chạc này nọ cho nó lên bùn và vô nước sớm trong vụ đông xuân, cũng là một trong những giải pháp mà tổng hợp để mà mình quản lý lúa cỏ cho cái vụ đông xuân sắp tới nha các bạn. Thì đối với miếng đất của mình là bề ngang 120 m nha các bạn, và chiều dài nó là 500 nha các bạn, nhưng mà chỉ có một biền thôi các bạn. Đầu trong này là cùng, và hiện tại thì ruộng của mình cũng cũng khá là bằng nha các bạn. Mình đã rút nước rồi, thì hiện tại là cái mặt ruộng mình đang nước có nước sạch. Đó là một trong những cách quản lý cái lúa cỏ của mình đối với cái khu vực của mình. Và anh em mà có cái cách nào mà quản lý lúa cỏ hay và hiệu quả thì anh em để lại bình luận bên dưới để cho mình và các anh em khác cùng học hỏi để áp dụng, để chúng ta mang lại thu nhập cho nông dân của chúng ta nha các bạn. Rồi chúc tất cả các bạn là có một cái phương án là quản lý cái lúa cỏ, lúa nền, lúa gài một cách từ xa và hiệu quả, đem lại cái vụ mùa bội thu cho chúng ta. Rồi chào các bạn.